Emry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt ngay chỗ ngã tư của đường Nguyễn Tri Phương giao nhau với Trần Phú, ngay chỗ trung tâm văn hóa quận 5 Đại Thế Giới. Bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 9 giờ 7 phút rồi. Emry sẽ xin mời gia đình chúng ta cùng em tham quan khu vực này, xem tình hình cuộc sống của bà con ngay chỗ quý 3 năm 2024 thì có gì khác biệt hơn xưa hay không. Đó thì cái lượng mà phá sản gần đây thì gia đình chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Ngay chỗ kỳ họp quốc hội ngày 29 tháng 5 thì cũng có đại biểu đã cho biết trong 4 tháng đầu năm 2024 thì có 81.300 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường rồi, chỉ trong 4 tháng thôi. Còn 10 tháng đầu năm 2023 là có 61.628 doanh nghiệp biến mất, coi như là 10 tháng thì có 61.000, mà trong khi mà 4 tháng năm 2023 thôi thì có tới 81.000, quá trời, một số lượng rất là khủng. Và ở đây cả nhà mình thấy là khu vực ngay chỗ Dòng Xây, ngay chỗ Đại Thế Giới này, thì ở đây thì người ta bán gọi là kinh doanh ăn uống rất là nhiều. Khu vực của bà con người Hoa, cộng đồng người Hoa sinh sống ở đây, phải nói là nổi tiếng với cái từ là ăn quận 5 nằm quận 3, đó thì rất là nổi tiếng khu vực này. Đây thì mình có dịch quay Trần Quang Ký, nhưng mà bây giờ thì thấy vắng quá trời luôn rồi. Ngày xưa thì muốn ăn dịch quay Trần Quang Ký thì phải nói là rất là cực, chạy vô phải bắt phiếu, phải ngồi đợi tới được gọi tên, gọi số, rồi giống như đi khám bệnh vậy, rồi mới được là gọi món. Còn bây giờ mình thấy là nó vắng tẻo trèo treo luôn. Đây là trung tâm văn hóa quận 5 hay còn gọi là Đại Thế Giới đây. Để mình sẽ đi vào cho gia đình chúng ta thấy khu vực đây thì hiện tại như thế nào. Chạy một vòng vô trong đó thì nhìn chung khu vực chỗ trung tâm văn hóa đây, thấy là trong những cái thời gian gần đây thì coi như là cũng có nhiều hoạt động lễ hội đồ thì diễn ra đây rất là nhiều. Nhưng mà buổi sáng đây mình thấy là có những cái sân khấu ha, còn những cái sân khấu nè, rồi những cái múa lân nè, về chợ lớn nè, sản phẩm du lịch địa phương ha, đó thì coi như là cũng diễn ra hội chợ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nhìn tình hình lại thì cả thà nhà mình thấy là chạy vô trong đây thì trong buổi sáng này chỉ có một từ vắng, vắng và vắng thôi. Đó thì có căng tin Đại Thế Giới nè, ngày sáng cũng vắng tẻo teo teo. Đó thì đi một vòng vô đây thì mình thấy là bây giờ thì coi như là nó điều hiu quá trời luôn. Mình thấy chỗ nào cũng vậy hết trơn, những cái chỗ vui chơi giải trí nè, rồi những cái chỗ mà tiệc tùng rồi đó, thì coi như là nhìn chung là tất cả đều có một cái từ, đó là vắng, vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Đó, chạy một vòng vô trong Đại Thế Giới cho gia đình chúng ta thấy được. Đây thì có một cái nhà sách Phương Nam đó thì cũng rất là nổi tiếng. Ngày xưa nhà sách Phương Nam này là ở dưới, còn ở trên là cà phê sách, yên tĩnh lắm. Buổi trưa mà vào đây đọc sách rồi nè, rồi cái không gian mà nó yên tĩnh rồi máy lạnh nữa, cho nên ngồi đây cũng rất là chill, rất là mát. Bây giờ coi như là kinh doanh ở khu vực đây là không có lãi, cho nên là bây giờ người ta cũng bỏ hoang bỏ trống luôn rồi. Tình hình bây giờ thì nhiều cái khó khăn. Vì cái dãy này thì bán phụ kiện điện thoại rất là nhiều. Đó mình đi mà từ cái buổi chiều chút xíu, chiều là đi ngang đây là có người gọi là ngoắt vào, kéo vào, câu khách vào, gọi là kinh doanh nguyên dãy mà. Cho nên là người ta cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Đó thì đây là ngay ngã tư của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Tri Phương, nếu đi thẳng luôn là ra trung tâm quận nhất. Bây giờ thì sẽ rẽ vào cái khu vực lên cầu Nguyễn Tri Phương để chúng ta về bên phía quận 8. Đó thì cầu Nguyễn Tri Phương này cũng là ranh giới giữa hai quận, quận 5 và quận 8 đây. Đây thì mình thấy là cái hướng là coi như là hiện tại thì nhìn hai cái chiều xe chạy đó, giữa cái chiều mà lượng người đi qua quận 8 và từ quận 8 và quận 5 thì coi như là cũng tương đương với nhau. Đó thì thấy gì đây là qua cầu coi như gì dắt xe đạp rồi, nó thì rất là khó khăn ha, lên cầu thì coi như là đạp xe không nổi nữa, phải dắt bộ đi qua. Đó thì ở đây thì có một gì nữa nè, cũng từ quận 5 đi về hướng quận 8 nè, thấy là cũng có nhiều gì gọi là đi xe đạp, có thể là thấy nhìn là có cái dáng vẻ thì cũng có người gọi là lao động, nhưng mà cũng có người là nhìn cái cách ăn mặc đó giống là đi gọi là tập thể dục nhiều hơn, gọi là đi dạo vòng quanh rồi đi bằng xe đạp cho gọi là rèn luyện sức khỏe. Đó thì mình thấy rất là đủ mô hình luôn.
nó đi qua bên khu vực đây giữa cầu rồi. Coi như là bây giờ thì gia đình chúng ta đã qua tới khu vực của quận 8 rồi. Đó thì quận 8 thì có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng nữa, đó là chợ Ba Đình. Ba Đình thì một trong những ngôi chợ mà gọi là có từ rất là lâu, có ngon lành cành đào luôn. Nhưng mà chuyện này thì chuyện của ngày xưa thôi, chứ thật sự mà nói như bây giờ thì chợ Ba Đình bán đồ mà rất là ít. Hôm trước kìa, như chính là ngày hôm qua luôn, chính ri đi luôn, đi vào giáp hết cái chợ Ba Đình này. Cả nhà mình có tin không? Nấu canh chua, nhà nấu canh chua, nhà gọi là có rau nấu canh chua rồi mà thiếu rau niêm. Vợ nó nhờ đi đi mua giùm gọi là ít rau quế, rau niêm á, cái rau lá quế đó vậy để về niêm canh chua. Thì đi từ đầu tới chợ tới cuối chợ luôn. Hỏi những cái sạp rau lớn lớn, họ không có sạp mà có hết trơn. Tức là người ta bán những cái củ như là khổ qua, bí đao đồ đó, rồi khoai mỡ đồ đó, thì những cái loại đó là lâu hư người ta bán. Còn mình thấy là rau đồ bây giờ cũng có bán nhưng mà bán số lượng rất là ít, tại vì ít người mua quá. Nhưng mà để lâu dần á thì cái khả năng cao là nó hư đó, thì mình thấy thì cũng rất là khổ, rất là khó khăn ha. Tình hình kinh doanh mà mình thấy là nguyên một cái ngôi chợ bự như gì mà chạy mua miếng rau niêm lá quế mà đi giáp một cái chợ Ba Bình, Ba Đình mà không có. Mình thấy đây là một cái điều thật sự mà nói thì ra thì nói hơi quá, nói ra mà thật sự mà nói thì khó tin, nhưng mà đó lại là một cái điều rất là sự thật trong cái thời buổi này, tình hình kinh tế này. Đây chưa chợ tan rồi nhưng mà gia đình chúng ta thấy đây qua trời luôn, còn nguyên một cái sạp thịt luôn ha. Đó thì chợ tan rồi đó. Giờ này thì coi như là cũng 9 giờ 15 rồi, thì giờ này là chợ vắng bần dần rồi. Thường thì từ 7 giờ 30 đến 9 giờ là giờ thời điểm đó là chợ sẽ đông. Qua những cái thời điểm này thì chợ cũng có nhưng mà nó sẽ vắng hơn rất là nhiều. Mình thấy hai quầy thịt khủng khiếp luôn nè, như là còn đầy hết trơn. Rồi mình thấy là kiểu này là chết chắc rồi. Bán đây thì tới chiều làm sao mà bán cho hết. Đó thì dẫn đến một cái tình trạng là phải muối lại. Muối lại rồi qua bữa sau. Qua bữa sau lấy cái nước máu đó rồi mình bôi vào để cho ta nhìn thấy thịt mới một chút. Chứ bây giờ mình thấy là bán cũng khổ. Cô cái chú bán thịt cũng khổ dữ lắm. Giờ nếu mà bán cái quầy thịt mà sạch thịt mà ít quá, ta thấy lèo trèo, ta gọi là nản đời, ta không vào mua, ta sợ không đủ đồ, lượng không có. Còn như là bán nhiều thì mình thấy là bán làm sao mà hết được. Cho nên là phải động hàng qua bữa sau. Đó thì bán nhiều vậy mà không hết rồi. Rồi thêm một cái nữa là bây giờ mà nếu mà bỏ luôn, hủy luôn thì coi như là lỗ sặc máu luôn, phá sản luôn. Bắt buộc là giờ làm sao? Là phải muối lại thôi. Đó là tình hình chung, không chỉ là thịt đâu mà kể rau nữa cũng vậy nữa. Cái gì đó là chia sẻ là bây giờ thôi thì bán không hết là ủ lại, rồi bữa sau nó úng cái nào lặt bỏ đó, còn lại bao nhiêu thầy coi như là bán tiếp, chứ giờ không biết là phải làm sao hết trơn. Đó thì đi một vòng này cả nhà mình thấy là để ý những cái chỗ bán rau không, nó rất là ít. Cho nên là hôm qua mà ri đi đó là không thấy luôn. Mà đây thì cũng có bán cá rồi nè, cũng lèo tèo ít vậy nè. Ra đây thì thấy bán một ít rau nhút cả nhà mình thấy đó, mình thấy đó. Gần như luôn là chạy vòng vòng mà rõ ràng đó là ghi thực tế luôn đó. Một miếng rau niêm lá quế để mà nấu canh chua thôi đó, mà mua nguyên cái chợ Ba Đình hôm qua là ghi đi đó là mua không có, mà không thấy cỡ nào rồi đó. Xung quanh đây nè, xung quanh đây mình thấy là bán chanh không hạt 1kg 20k nè. Đó rồi khoai lang 17k thì giá cũng rất là mềm, dễ tiếp cận. Đó thì bánh gọi mấy loại bánh tây rồi đó. Đó dài dài đây. Thì ở đây thì mình thấy là có một cái sạp rau đây nè. Hôm qua những cái sạp rau đi vào lựa. Đó thì mình thấy là những có những cái loại rau mua không có mà. Đó thì gia đình mình nhìn kỹ nè. Vòng vòng luôn hình như là không có rau niêm. Tức là không có rau thơm, không có húng rủi, húng cây, lá quế, rau răm gì hết trơn. Toàn là cải nè. Rồi các loại rau khác. Mà bây giờ là coi như là rau niêm là không có. Đây ghi thấy có lá me. Đó mình thấy là khó khăn không? Đi bán rau mà nguyên cái sập rau bự vậy mà cái loại rau niêm không có thì coi như là thua rồi. Đó giả sử như gia đình chúng ta muốn mua một miếng thịt heo đi, về luộc ra để sắt cuốn rau ăn. Cuốn rau ăn mà mua rau thì có rau rồi đó. Nhưng mà rau thơm thì không có, rau niêm thì không có. Rồi sao ăn? Đó thì thấy là nhưng mà nguyên cái chợ luôn á. Đây cũng vậy nữa nè. Nhìn nè. Thì bên kia đi thấy là có một ít lá quế có kìa. Bên kia ở sạp này là có một ít là chứ không có nhiều.
đó thì nguyên một cái sạp rau luôn nè, đó thì nguyên một cái sạp bự luôn, có gốc bên góc bên kia có rau đó, rau tía tô có nè, rắp cá có, thì gần như luôn làm nguyên cái chợ luôn, thì còn có chỗ này có thôi à, thấy rồi hỏi chưa, hỏi dữ chưa, đó thì tình hình đến thời điểm này thì mình thấy là khá là căng rồi, khá là eo xèo luôn đó, nhìn cũng gọi là cuộc sống mưu sinh của bà con gọi là đượm buồn luôn. Bên kia thì cũng có một cái sạp rau nữa, đó thì mình thấy là gần như luôn thì gần như là rau thơm đồ rất là ít đó, để tìm được cái rau thơm là gần như là không có, thấy rất là khó khăn ha. Đây thì coi như có đây, sáng nay thì có rồi, thì thấy có húng cây nè, rau quế có đó, thì coi như là hôm qua là đi chạy nguyên cái chợ luôn mà không có mà. Thì bây giờ thì nguyên cái chợ luôn mà thấy được hai điểm có bán, có những cái chợ có những cái sạp rau mà bự luôn mà gia đình chúng ta thấy cũng không có rau niêm đó, thì tình hình mà nguyên một cái chợ mà mua đồ mà thấy nó hổi hoi kiểu đó thì mình thấy là nó như thế nào rồi, khó khăn rồi đó. Thì đây cũng bán rất là nhiều loại nè, đó thì đầy đủ ha. Đó thì bây giờ là mỗi khúm khúm bán chút chút rồi, tại vì nhìn nó gọi là eo xèo quá, bán mà nguyên một cái khu chợ, cái đường mà rất là nổi tiếng mà bây giờ thì mình đi một vòng luôn mình mới thấy được cuộc sống của bà con khu vực ở đây chậm và eo xèo đến mức độ nào nữa rồi. Đây không chạy dài lên đây thì nhìn buổi sáng thì người ta bán cơm ha, bán cơm bình dân, cơm sườn, cơm dĩa đó, cơm hộp rồi, coi như là bán vừa ăn sáng vừa ăn trưa luôn đó. Người nào mà bây giờ thì ít nhà ít người quá mà làm biến đi chợ đó, gọi là đi chợ mà nấu ăn mà ăn có một mình nữa thì mình thấy là nấu ra gia vị đồ nó nhiều nữa, mà mua nấu ít quá thì nó cũng cái giá nó cũng cao, cho nên là người ta tiện nhất là người ta sẽ mua đồ ăn ở ngoài để ăn, hoặc là người ta sẽ nấu nồi cơm xong người ta mua miếng thịt, miếng rau, miếng cá gì đó nấu sẵn ở ngoài đó về ăn luôn cho đỡ tốn chi phí. Thì đây là cái tình hình chung mà gia đình chúng ta thấy được ở trong cái thời điểm này, coi như là khó khăn trăm bề luôn rồi, đủ kiểu hết trơn. Càng đi thì mình thấy được là cuộc sống càng ngày thì nó càng eo xèo. Chạy xuống đây luôn rồi thấy vắng chữ lóc này, để đi sẽ rẽ vào con đường giả tượng ha. Đây giả tượng, lâu lắm rồi không đi con đường này, rẽ vào đây. Thì ở đây thì thấy là đường giả tượng sáng người ta cũng bán ăn sáng nè, nhưng mà nhìn thấy nó cũng vắng. Ở đây thì vì nướng thịt quá trời luôn đây. Thịt đây thì bán cơm trưa ha, cơm sườn rồi cơm món luôn, cá chiên rồi đủ loại luôn đó. Mình thấy là nguyên con đường mà nhìn nó tẻo đồ teo vậy, rồi kinh doanh làm sao, vắng làm sao. Đó thì nhìn nó eo xèo như vậy đó. Đó. Ở đây thì có một cái quán phở rất là nổi tiếng tại khu vực quận 8 đây. Quán phở ở đây thì gọi là quán phở Dũng đó. Cả nhà mình thấy đây là cái quán phở Dũng ha. Thế quán phở này tại sao lại nổi tiếng? Tại vì cái quán phở Dũng này gia đình chúng ta thấy là số 23 giả tượng, phường 10, quận 8 đây. Nổi tiếng cái chỗ là người ta nấu là nấu bằng lò củi, nấu củi. Đa số bây giờ là gia đình chúng ta thấy là khi người ta bán phở hay bán đồ ăn thì ta nấu bằng điện nè, nấu bằng ga nè. Còn bây giờ thì người ta nấu bằng bếp củi ở đây, vẫn còn giữ là cái hương vị. Mà dù mà điện hay ga có nấu ngon, gia vị cỡ nào, ngon cỡ nào thì nó vẫn không thơm bằng bếp củi. Bếp củi có một cái gọi là cái mùi vị nó rất là đặc trưng luôn. Cho nên là khi mà nấu ăn đó thì nó rất là thơm. Đó thì nhưng mà có cái khó là nó bị đen, bị khói rồi đó, trùi rồi thì nó cực. Đây ngã tư của Giả Tượng và Hưng Phú. Đây thì có một cái nhà thuốc Long Châu đây, hệ thống của FPT. Đó thì rất là đẹp ở khu vực này. Đi xe rẽ vô đây, rẽ trái đường về Hưng Phú này thì thẳng ra là ngay chỗ cầu Nguyễn Tri Phương Chánh Hưng. Thẳng tiếp luôn hết đường Hưng Phú này sẽ là ngay chỗ cầu Chữ Y. Nếu mà rẽ trái thì gia đình chúng ta qua quận 5, rẽ phải thì tiếp tục qua quận 8. Còn nếu mà ngược ra đường sau lưng của Ri thì gia đình chúng ta sẽ về ở khu vực đó là chợ Sớm Củi và cầu Trà Và. Đó thì ngay chỗ cầu Trà Và gia đình chúng ta lại tiếp tục nữa thì qua quận 5. Đấy thì coi như là đường Hưng Phú này cũng thông tứ lung tung. Khu vực này bây giờ coi như cũng đẹp, ngon lành cành đào. Khu vực mà về mà nói về giá trị bất động sản thì quận 8 thì có phường 1, phường 2, phường 3.
là giá trị bất động sản là khu vực đó là cao. Tiếp tục nữa thì phường 4 nè, phường 4, phường 5 nè, phường 9, phường 10, phường 8 là giá cũng xem với nhau. Rồi phường 6, phường 7 thì giá lại xem với nhau nè. Rồi phường 15, 16 giá xem với nhau. Đó thì phường 11, 12, 13, 14 thì giá lại xem với nhau. Đó thì coi như là chia ra từ cái khu vực hết bất động sản. Đây là ngã tư của Hưng Phú và Lưu Quý Kỳ. Gia đình chúng ta thấy đường Lưu Quý Kỳ nó có đâu đó khoảng 200 mét thôi. Nó không có dài nhưng mà cũng khá là rộng. Ở khu vực này buổi tối thì người ta bán quán ăn đồ nhiều. Đó thì quán ốc rồi đó, rất là nhiều khu vực này. Nhưng mà bây giờ thì tình hình này thì các quán ăn đồ cũng chậm dữ lắm. Nó eo xèo đủ kiểu quá. Cho nên là bà con bán thì nó cũng gọi là bữa đực bữa cái. Thì Ri sẽ đi hết một vòng để gia đình chúng ta thấy được cái cuộc sống của bà con ở khu vực đây thì nó như thế nào. Đó thì chạy dài lên đây luôn thì ngay chỗ đây thì Hưng Phú này, bên tay phải của gia đình chúng ta là phường 9 và bên tay trái là phường 10, ranh giới giữa hai phường luôn. Đó thì chạy lên trên đây để mình đi thêm một đoạn nữa nhìn cái tình cảnh xung quanh đây. Vì bây giờ thấy hai bên những cái mặt tiền kinh doanh đó thì bây giờ coi như là cũng chậm, cũng eo xèo rồi. Bán mà coi như là bây giờ người bán thì rất là nhiều nhưng mà cái lượng khách thì coi như là khá là vắng và ít, nên là việc cái kinh doanh của bà con thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đây thì phía trước cái chỗ đường Hưng Phú này thì có con lương đường, cho nên muốn qua bên kia đường ta phải vòng dưới dạ cầu. Còn đây thì đi xe rẽ luôn lên cầu Chánh Hưng để mình qua cái khu vực bên kia, từ khu vực 19 này qua bên cầu Chánh Hưng, qua bên cầu bên kia thì qua phường 5, cách nhau con sông này đó. Thì qua con sông này nữa thì qua bên kia là Hưng Phú, bên kia là phường 5 ở bên tay phải và phường 6, phường 4 là bên tay trái. Đó thì coi như là ranh giới của các phường giao với nhau. Và những cái tòa nhà trắng trắng, gia đình chúng ta thấy những cái tòa nhà cao cao đó, đó là chung cư Gia Việt đó, ngay chỗ đường Tào Văn Vũ. Thì chung cư này cũng rất là nổi tiếng. Giá bất động sản của chung cư này thì nó dao động từ khoảng 3 đến 4 tỷ mấy, tùy căn, tùy diện tích là 70 mét vuông, 100 mấy mét vuông. Đó thì có căn là 2 phòng, có căn là 3 phòng. Đó thì ra đây thì những cái dòng kênh đây, những cái dòng kênh này đã có những cái dự án ta chuẩn bị giải tỏa hoặc là cải tạo hết. Phải nói là dọn hết những cái nhà ven sông như thế này này để làm lại những cái bờ kè rất là đẹp. Vừa rồi thì gia đình chúng ta thấy cũng có một cái vụ cháy nhà rất là thương tâm ở ngay khu vực Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Đó, nhưng mà cũng rất may là không có thiệt hại về người. Đó. Thì đi một vòng lên đây, cả nhà mình nhìn những cái tòa nhà vàng vàng đó. Đó là công an quận 8 ha. Công an quận 8 là Vũ Nguyễn Minh, ngay chỗ phường 5. Thì ngay phường 5 thì gia đình chúng ta thấy là rất là nổi tiếng, tại vì có ủy ban nhân dân quận đặt ở đó nè, rồi công an quận nè, rồi các phòng ban của quận 8 đều đặt ở phường 5 hết. Cho nên phải nói là phường 5 là một trong những cái phường trọng điểm đó. Thì bây giờ coi như là sang chảnh luôn rồi. Những cái phường 1, 2, 3 giá trị bất động sản cao nhưng mà gia đình chúng ta thấy là đây là số là quy hoạch không có đẹp bằng phường 5. Rồi hẻm đồ nó gọi là nhỏ và chằng chịt, còn cái phường 5 thì mới quy hoạch sau này thôi, cho nên nó đẹp hơn rất là nhiều. Ngày xưa những cái khu vực quanh đây á, khi mà cái cầu Chánh Hưng này chưa bắt, người ta qua lại bằng đò thì ngay cái khu vực xung quanh đây luôn mình sẽ thấy là có rất là nhiều gọi là bãi cát, đất trống, ao không à. Đó thì đây mình thấy đó, vòng vòng khu vực đây thì qua tới Phạm Hùng rồi ha. Phạm Hùng thì bên phải là phường 5, bên tay trái là phường 4. Bây giờ đi sẽ rẽ vào cái đường Lê Nguyên cho gia đình chúng ta thấy được khu vực này. Đây, rẽ vào đường Lê Nguyên để mình thấy khu vực này hai bên này kinh doanh cũng khá là sầm uất ha. Đó thì nhìn coi như là hai bên ở đây thì thấy có bạn cho thuê mặt bằng nữa rồi. Đó thì mình thấy là đi tới đâu cũng vậy hết trơn. Thời buổi này bây giờ Sài Gòn mình cái đặc sản nhất đó là nhà cho thuê, nhà bán. Tại vì bây giờ thật sự mà nói thì cho thuê cũng giá rất là khó khăn, rồi bán cũng khó nữa. Nó trừ khi mà người ta hạ giá, gọi là bán cái giá thật là rẻ, rẻ bèo luôn người ta mới mua, không thì người ta sẽ không mua. Ở đây thì
ngay chỗ đây như là ban chỉ huy quân sự quận 8 nè, rồi kế một bên nữa thì mình thấy là tòa án nhân dân quận 8, rồi kế bên nữa là viện kiểm sát nhân dân quận 8, ban chỉ huy quân sự quận 8 ha, kế bên đó đó thì sát bên ban chỉ huy quân sự là mình thấy là ngay chỗ đây là tòa án nhân dân quận 8 đây đó, rồi dòng qua bên kia, dòng qua phía sau nữa mình thấy là viện kiểm sát nhân dân quận 8, và trước mặt gia đình cũng đang là ủy ban nhân dân quận 8 rồi đó. Thì cái khu vực này coi như là nhìn rất là khang trang ha, rất là đẹp luôn. Ở đây thì ra tới cái khu vực ủy ban rồi thì mình thấy là khu này thì phía sau cái đường Dương Văn Đông này, đây là cái đường Dương Văn Đông, phía sau là cái đường Dương Bạch Mai, thì phía sau ủy ban đó thì các phòng ban về môi trường, tài nguyên môi trường nè, rồi xây dựng đô thị rồi rất là nhiều luôn đó. Thì các phòng ban gọi là ngay đây thì dày đặc, và ở đây thì có nhà văn hóa quận 8 đây. Đây thấy sáng thì có nhiều em ha, ngay chỗ đây đến học bóng gỗ nè, nhà văn hóa quận 8 nè, rất nhiều luôn đó, thì thấy là quá trời luôn rồi, nhiều em đến học bóng gỗ. Rồi thêm một cái nữa là kế bên nhà văn hóa quận 8 này, nhà văn hóa quận 8 đây rồi, thì kế bên nữa là nhà thiếu nhi quận 8. Đó, coi như là các khu vực như là các phòng ban nè, các trung tâm vui chơi giải trí rồi đó, thì coi như là nằm hết khu vực ở phường 5 này. Cho nên là cả nhà mình thấy đó, ngay chỗ phường 5 quận 8 thì bây giờ coi như là một cái phường rất là trọng điểm luôn ha. Đây đó thì thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí thì rất là nhiều. Và clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.